cho Tiến chào quý vị cô chú khán giả nha. Hiện tại Tiến đang có mặt tại chùa Bà Luông Ba Sắc nè quý vị. Chùa Luông Ba Sắc. Đây là hiện tại Tiến đang ở ngoài cổng trước nè quý vị. Rồi Tiến sẽ di chuyển vào bên trong để quay cái không cảnh bên trong để đem lại cho quý vị cô chú được xem nha. Đây là cái khung viên bên bên trong nè quý vị. Bữa nay thì Tiến đi chung đoàn với bên chùa Sẻ Me qua đây là để có chút quà mọn đâu gì đem đến cho bên chùa bên đây đó, sư với các mấy anh đứng bên khu vực bên đó với quà đâu gì. Thì bên đó thì có các sư đang sơn sửa lại cái ngôi chính điện đó quý vị, thì cũng cũ theo năm tháng đó. Phía trước là ngôi chính điện đó quý vị. Đây là khu vực bên sau nè quý vị, bên sau ngoài chính điện nè. Thì cũng buổi chiều đó nắng về đó cũng mát mẻ, cũng không có bị ánh nắng phía sau. Mình sẽ đi ra ngoài khu vực bên đây để Tiến quay những cái thành phần mới đến cho quý vị xem nha. Đây là cái ngôi tháp được mới xây dựng cũng gần xong nè quý vị. Tháp phía sau cũng rất là rộng lớn đúng không quý vị, rất là cao. Tiến sẽ dẫn quý vị của chú để đi lên bên trên để khám phá nha. Có đây là phía sau đó quý vị, có bức tượng Phật cũng rất là lớn luôn rồi quý vị. Rồi Tiến sẽ dẫn quý vị một đêm hôm qua một vòng ở phía ngoài trước nha, rất là đẹp quý vị. Sẽ đi một vòng để cho quý vị được chiêm ngưỡng nha. Đây là phía bên hông nè quý vị, rồi Tiến sẽ di dời đến phía trước. Tiến đi vô cổng trước để quay được rõ hơn cho quý vị cô chú xem cho tận mắt nha. Thì về hướng mặt trời ngược á nên không được rõ nha quý vị, cũng không cảm tiếng nha. Đây rồi Tiến sẽ đi di dời vào bên trên để quay tiền mặt cho quý vị của chú được biết.
phía này thì cũng được ốp bằng gạch qua dăng mà có hình bông nó gì rất là đẹp luôn. Màu sơn rất là nổi bật nha quý vị. Cô chú xem thấy hay nhớ để lại tiếng xin một like luôn và một đăng ký nha quý vị. Xin cảm ơn rất nhiều nha. Đây là cái vị tượng Phật tiên nữ nha quý vị. Đây là phía sau là cái gì? Đây là khung cảnh phía bên sau nữa, cái gì cũng có những các hình Phật nè, có để tên nha quý vị. Rất là nhiều luôn. Chúng đi một vòng cho quý vị xem nha. Có bức tượng này tiếng quay không mấy gì rõ vì lý do mặt trời chói đó quý vị. Rồi tiếng sẽ dẫn quý vị đi tham quan một vòng nha. Đây là trang trí đẹp, rất là đẹp, không ngoài lại không đi. Đây là những đèn led, led màu đó gì, 7 màu. Đây là cục nguồn nữa gì vậy? Đây thì quay cái góc này thì thấy được những cái toàn cảnh bên ngôi chánh điện nè quý vị, rất là đẹp luôn. Nhờ ánh mặt trời buổi chiều đó gọi vô thì làm cho cái màn ảnh đó nó sẽ sáng hơn nha quý vị. Tiếng mời quý vị khán giả của chú lên phía bên trên để khám phá và chiêm ngưỡng những cái nét đẹp phía bên bên trong ngồi chính điện nhé. Đây nè quý vị, đây là bên trong nè quý vị. Sư đang tụng kinh phía trong. Sư đang tụng kinh nha quý vị. Tiếng cũng nói chuyện nhỏ nhỏ xíu. Đấy, xin nghe thông tin nên tiếng cũng xin phép nói chuyện hơi nhỏ tiếng xíu nha.
trên lần cho sư. Đi nhớ con không? Có lần trước con lại quay phim cũng vô chuyện trên lần định với thầy con. Tấn nha quý vị, từ Campuchia về đó thì chiều cao cũng khoảng 4m mấy 5m. Tượng Phật hồi nãy tiếng quay ở khu vực ngoài ở bên cái ngôi tháp mới đó quý vị. Chùa đầu tiên của Sóc Trăng, vậy thì cái chùa
chùa ở Mỹ Xuyên của mình là cái chùa thứ hai của Mỹ Xuyên. Nhưng mà ví dụ ở trong tỉnh là mình là chùa thứ mấy á? Ở trong tỉnh là thứ ba, thứ tư rồi đó. Dạ, là sau cái chùa của Phan Trần Hết. Rồi còn sau chùa nào nữa không sư? Ông đó là chắc là thứ ba đó. Thứ ba là của Mỹ Xuyên mình là thứ hai, và của tỉnh thì là thứ ba. Tại trước còn lại như là chưa có thêm mấy cái tượng Phật ở dưới này. Bây giờ có một tượng là mình cũng chuẩn bị cho cái lễ khánh thành. Hôm nay là mình đang sửa sơn lại chính điện. Dạ. Dạ. Dạ, đợi thợ lại sửa. Dạ con cũng cảm ơn sư đã cho con dự lên. Dạ, cảm ơn. Chào okay, thì Tiến cũng xin phép để kết thúc clip tại đây nha quý vị. Tiến chúc quý vị khán giả cũng xem clip của Tiến đó, vui vẻ và may mắn trong cuộc sống nha. Thì Tiến cũng khép lại video tại đây. Tiến cũng đi đến những cái điểm khác thì Tiến sẽ quay cho quý vị cùng xem nha. Thì từ giờ bên trong những gì Tiến cũng đã chia sẻ đến cho quý vị cùng xem rồi đó. Rồi Tiến cũng ra tới cửa rồi. Tiến cũng nói là chia tay đến quý vị khán giả nha.